Được người đẹp mời rượu. Em là thôn nào đây? Thôn Nà Lóng ạ. Nà Lóng à? Là anh chén quánh đâu ạ? Em có thể mua anh một chén. Một chén thôi. Liên tục được người đẹp mời rượu. À, anh không uống được rượu nhưng mà cứ người đẹp mời là anh uống. Cố lên. Ai 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 ai. À, đến gần đích là cũng được thưởng và thưởng là 50.000 các bạn ạ. Đây là
sau khi kết thúc trò chơi đi cầu khỉ thì sẽ bắt đầu trò chơi tiếp theo là đuổi vịt các bạn ạ. Đây, ban tổ chức thì đã thả hai con vịt xuống để ăn đuổi bắt rồi. Thể lực cuộc chơi như nào thì mình cũng chưa rõ. Gãy luôn rồi các bạn. Có vẻ vịt bắt hơi dễ các bạn ạ, vì là ruộng có ít nước, nhưng mà ruộng nhiều nước thì sẽ tăng độ khó hơn. Ban tổ chức vừa thả ra là bị bắt luôn. Cái mâm cơm mà được các thôn chuẩn bị thì các du khách đến thì có thể được thưởng thức nha các bạn nhé. À, là được người đẹp mời rượu. Em là thôn nào đây? Thôn Nà Lóng ạ. Nà Lóng à? Là anh, chén quánh nọ. Em rót cho anh chén nào thì anh bố chén ra đi. Em là người về anh đúng không? Em ở đây hôm nay nhé. Người đẹp rất đẹp. Cảm ơn em nhé. Nà Lóng à? Có tên ở đây các bạn này. Ê, mang cái lẩu lái hư rồi. Nó lẩu cái lẩu lái này. Xinh gái tên đẹp mà lại uống rượu cũng khỏe. Tốt. Riêng gái bản gái bản Thái thì uống rượu thì tốt đấy các bạn ơi. Bạn đi đâu đấy? À, vì bên trong này các anh ấy đang chuẩn bị đồ để bữa trưa nay các bạn ạ. Sau khi tổ chức lễ cúng xong thì đây các anh xem ạ. Rồi nhờ anh có thể mọi người cùng em một chai nữa không ạ? Cái này say lát không đi được. À, hai bạn này là lúc múa đây nhỉ? Lúc múa cô họa trên sân khấu rồi đúng không? Đúng không? Một chân phải không? Chung chung luôn đi. Cậu mời camera mẹ đi. Chung luôn. Không, cậu mời camera mẹ. Thế thì em được mời anh nhỉ? Em và mẹ em được là đám cưới của Dương Hồ. À, chắc là lúc sáng này nhá. Cảm ơn nhá. Hai bạn múa cô họa trên sân khấu sáng ngày luôn. Vâng, rất là tuyệt vời. Nói chung là Dương và Dương là xấu hổ. Ủa ơi. Oh my god. Rượu ngon. Rượu ngon. Để cho anh xin tay. Ok, mình cảm ơn nhé. Được rồi, em té đi. À, bây giờ đến được em mời anh chén. Ừ rồi. Uống chén này ra bên này, uống chén này. Chắc là đi hết. Anh camera ơi. Cái này là em mời chứ em. Say đi các bạn. Cho mình xin phép mình uống chút thôi, mình có lái xe nữa. Em ơi, mời chị đến nhiều mà chị này uống rượu chưa bao giờ say đâu ạ. Du khách có thêm một chiếc chìa khóa ở đó thôi. Nên là có du khách nào hay là bà con nào có nhận chìa khóa ô tô, cho ban tổ chức tôi xin. Một chút thôi, chẳng uống một chút thôi, tí nữa thì về.
khóa của chiếc chìa khóa xe máy. Nếu bà con là du khách nào có đánh rơi thì đánh rơi chìa khóa xe máy thì liên hệ tại được chúng tôi để chuẩn bị. Cảm ơn video nhé. Cảm ơn video nhé. Cảm ơn anh nhé. Em có thể mua anh một chén. Liên tục được người đẹp mời rượu. Thực ra là anh cũng uống được rượu nhưng mà cứ người đẹp mời là anh uống. Em là của cô này. À cũng là Lóng à. Thế là Lóng là có hai cô gái xinh đẹp. Anh cầm chén đi. Ok, chén anh đây à? Anh tên gì ạ? Anh tên Tỉnh. Em tên gì? Em tên Hồng. Hồng à? Ở trước này toàn người đẹp tên đẹp thôi nhỉ? Chúc em nhé. Bác canh anh là gì ấy ạ? Trai bảo vấn này cháu. Vâng, đẹp em. Ok, anh cảm ơn người đẹp nhé. Được cái là mình chăm sóc răng được. Cũng phải hai chân. Sao cũng phải hai chân. Cái này cứ đi thưởng thức từng gian một là cũng đủ say. Say lắm rồi đấy. Có chín nôn từ sinh thì có vâng, em chào anh nhé. Vâng. Đồng thanh đúng không? Đồng thanh. Nào. 2, 3. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. 1, 2, 3, go. 2, 3, go. 2, 3, go. 21. 29, 23, 23 đi Hà Giang thôi. Bảo hôm nay này chạy được là phải nói không khí giờ này phải nói là tuyệt vời bạn ạ. Dù là phải như cái địa điểm ban tổ chức thì hơi lầy một chút. Mình đi qua từ mấy anh cả luôn Lát anh okay. Qua đây nhá. Cảm ơn bạn. Mình đi ghi hình một chút đã. Để quay à? Bà dọn dẹp hết rồi. Không biết sao muộn quá không quay cho chặt lợn nó mà xem được rồi. À đây bên này có lợn quay mà. Chúng ta nhé. Bác phải có tí tiểu chứ anh. Đấy toàn người đẹp này mà uống rượu à, ăn đồ mà không có rượu. Trao đổi ngon lắm. Anh lần đầu tiên được ăn măng trên này đúng không? Vâng đúng rồi. Anh có cảm nhận nào về những cái măng rừng ngon? măng rừng dài thế nhở? Cái này là măng nứa này. Mời chén nào. Mời các anh chén.
cái này không đắng. Đúng rồi, mâm này có rất nhiều đồ dùng các bạn ạ. Không đắng. Như ong này, măng bầu nó. Măng rau rất nhiều đi. Đúng. Ai giờ món đấy? Lô, giá đây. Chết nhiều đi.